Chào các bạn, mời các bạn cho kênh một like, một share và một subscribe nếu các bạn nào chưa subscribe. Thì hôm nay khi mà mình bàn về câu chuyện của tu viện Trơn Như thì có một số bạn có lên trên kênh của mình nói là phải tìm hiểu thêm của một người tên là Thích Thông Lạc. Thì ông Thích Thông Lạc Công nhận ông Thích Thông Lạc là một người khá thông minh, ông biết rất là nhiều sách. Và có lẽ ông cũng có hiểu biết Phật Pháp cũng rất là sâu xa. Ông có nghĩa là ông đọc nhiều, hiểu nhiều, hiểu biết nhiều. Cho nên có vô số những người giỏi đến dưới chướng của ông, chẳng hạn như ông Thích Trân Quang hay là Thầy Minh Tuệ chẳng hạn thì họ tìm đến bởi vì ông có tiếng tu về cái những biệt hành đạo của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà khi mà mình lên trang nhà của tu viện Trơn Như và mình đọc cái bài báo mà sách tranh Lòng Yêu Thương tập 1 chẳng hạn thì có một bài dưới tựa đề là Hai con rắn. Mình đọc xong mình nghĩ là nếu là một người tu hành đối với mình là không thể nào viết những cái chuyện câu chuyện mà quan đường đến như thế này đối với mình là câu chuyện quan đường không có thật nếu mà không có thật mà ông mà cái ông thích thông lạc biết thành sách có nghĩa là ông ấy đã nói xạo láo nha trong cái phật giáo có năm giới là không sát sinh không trộm cắp không tà dâm không nói dối và không uống rượu mà ông đã vào tội không nói dối bởi vì sao mình nói như thế bởi vì câu chuyện này rất là quan đường không có thật sự bởi vì nếu mà có thật sự thì ông hãy chứng minh đi hay là bất cứ người nào trong tu viện Chưa như chứng minh được cái điều mà họ biết ở đây là thật nhá từ trước đến giờ mình cũng chưa có thấy cái clip nào mà ông thích chừng lợt đưa ra những việc này cả nhá Thì bây giờ mình cũng với bạn đọc cuốn sách này để coi họ biết như thế nào. Thì ngay đầu bài ông biết rằng là những năm 80 của thế kỷ trước, thầy tu hành xong, quả giải thoát đã đạt được. Thực hiện lời di chúc của tổ Tiên, thầy cho sẽ cắt lại chùa am bằng tắp bông bách liếp. Nơi đây chốn tu hành vừa trang nghiêm thanh tị mà lại hết sức đơn sơ giản dị. Đêm đêm khi trời đã khuya, sương rơi trên cây cỏ trong thất nhỏ của mình, thầy lặng lẽ một mình, an tịnh ngồi thiền. Bốn bề xung quanh yên ắng, không gian chùa am thẳng, thật tĩnh mịch làm sao nha. Với tâm hồn thanh tịnh, trong sáng, đôi tay thầy có thể lắng nghe được nhiều thứ tiếng của loài giặc. Đang ngồi thiền chợt thầy nghe được tiếng lũng chủm vang vọng đến từ cái giếng lần đó. Cái giếng để lấy nước không có thành bao quanh, đi không khéo, có rớt xuống, sống rất nguy hiểm. Đôi tay của thầy có thể lắng nghe được nhiều thứ tiếng loài vật. Có thể hay không? Từ lúc nào mà ông thích thân thông hạnh nghe được tiếng của loài vật? Có clip nào chứng minh hay không? Nếu mà nói là ông ấy nghe được tiếng loài vật, mình không tin không tin nha yeah. có thể là có người ta nói ta hiểu được cái loài vật nó hổng con vật đó muốn gì thí dụ con vật đó muốn ăn mình hiểu được nó đang muốn ăn hay là uh, mình dòm cái uh, con 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 chó nó muốn uh, nó nói à ah, tao muốn đi ra ngoài đi chơi cái đó mình hiểu được cái nó muốn là như thế nào có nhiều lúc mình biết từ con chó của mình mình biết là nó muốn đi ăn uh, nó muốn đi tiểu đi đái này nọ những cái đó thì lúc mà con chó nó làm những hành động thì mình hiểu được là nó sẽ làm những gì nhưng ở đây ông nói là ông nghe được à ông nghe được âm th ông nghe được nhiều thứ tiếng của loài vật cái đó khác nhau không mình hiểu được những con vật nó muốn gì khác với lại mình nghe được nó thấy gì mình không tin là ông nghe được tiếng của loài vật nha mà nếu mà mình không tin mà ông không có gì chứng minh, có nghĩa là ông nói láo, nói xạo, không thật. nha Tiếp tục. Thầy thầm nghĩ chắc con giật gì đó, đó xuống rồi. Thầy là người tu hành, có lòng thương yêu loài vật nên không nở đi chúng rơi vào tình cảnh khốn khùng như vậy. Thầy liền xả thiền đứng lên đi xem chuyện gì xảy ra. Đây cho các bạn xem ha. Trên tay có cái đèn pin. Thầy mở cửa. Ha không? Rồi sau đó có trong cái giếng nó có tinh động ha. Gọi gì? Bước đến bên giếng. Thầy cúi người rồi thẳng xuống đáy giếng lấp lánh trong ánh đèn. Như có con gì đó đang động đậy. Nhìn kỹ. Thầy thấy có hai con rắn da chân bóng. To cỡ bằng cùm tay. Hai con rắn thật tội nghiệp bị rơi xuống giếng. Không biết đường lên chúng loanh quanh bò tới bò lui Trường lên thành giếng rồi lại rớt xuống Khó mà bò lên trên mặt đất Được nha có hình của con rắn ở đây nha các bạn nha Thấy cảnh tội nghiệp của hai con rắn Thầy không thể làm ngơ Phải nhanh chóng tìm cách đưa chúng lên mặt đất Thành giếng cho trượt Và cần tạo một điểm tựa để hai con rắn bò lên thì bây giờ thì ông thích thông đã ông thích thông hạnh ông nói là rắn ơi thầy đã thả cây xuống dưới rồi các con hãy khéo theo cây mà trường lên đi cái này lại càng vô lý nữa con vật không biết nghe nhất là mấy con rắn không ai nói không mình không nghe là người nào mà nói được cho con rắn nó nghe thường thường á, con rắn nó làm được những cái việc như là này nọ là mình phải có cái gì mình cho đồ ăn dụ nó làm thì nó làm được nhưng mà bây giờ ông nói là con rắn biết nghe những lời ông nói chuyện cũng là chuyện vô lý mà nếu mà vô lý có nghĩa là ông nói xạo là ông phạm sau cái năm giới thì làm như thế này mà làm gì mà a à la hán được nhá chúng tham chúng sanh tham sống thờ chính rất quý trọng bản thân thường tự bảo vệ mạng sống của mình trong tình cảnh không cùng lại được cứu mạng vợ chồng đôi rắn thông minh như hiểu được tiếng người chúng lập tức trường mình quấn theo cây mà thầy đã xuống thả xuống lần mò lên miền giếng. Đôi rắn thì có phước khi kề cận cái chết mà được cứu sống. Thầy như một vị cứu tinh tái sanh một lần nữa cuộc đời của hai con rắn. Câu chuyện ông kể lại là một chuyện mình không hiểu là có thiệt hay không. Có lẽ là ông có thể đi ra ngoài, thấy rắn ở trong giếng, ông tự ông cứu được. Có thể nha, mình không cháu chắc... Mà tại ông có viết quá nhiều câu chuyện ở đây. Thường thường á, lâu lâu có một câu chuyện xảy ra mà thôi. Nhưng mà nếu xảy qua quá nhiều thì thành ra là làm cho mình không tin không chuyện vô lý cái nào mà cứ lặp đi lặp lại nhiều câu chuyện khác nhau có nghĩa là có nhiều thứ là con người tự tạo ra câu chuyện để thần thánh quá chính bản thân của họ nhá thì có một số người mình đã đọc một số người là họ tự tìm cách chế ra đủ thứ câu chuyện để mà thần thánh quá trong cái con người của họ là một người uh, thần thánh mà mình không thể nào nghĩ được leo ông ấy là một người thần thánh nha Từ khi được cứu thoát khỏi cái giếng tử thần cặp rắn quanh quẩn mãi, gần thất của thầy không rời đi đâu đã cả. Đôi lúc giữa người và vật dường như có mối liên hệ mật thiết lắm. Hai con rắn cảm nhận được tình yêu thương của thầy nên tỏ ý quấn quýt rằng không muốn xa lìa canh chừng bảo vệ cho thầy. Dân gian có câu cứu vật vật trả ơn, rất có thể đôi rắn đang chờ việc đền công ơn đối với yên nhân của đời của yên nhân của cuộc đời của chúng. Ủa, cũng lạ nha mình thấy á, là tu viện chân như là cũng thích quay phim lắm quay phim quay đủ thứ quay đủ thứ hết mà lúc đó năm cái thời gian mà đó thì mình nghĩ thì nếu mà quay phim cũng đâu có khó đâu nếu mà hai con rắn mà cứ quanh quẩn quanh quẩn quanh quẩn, quẩn, quẩn thì tìm cách quay lại cho thiên hạ biết đi nha mà thiên hạ không ai biết hết vậy có thật hay không cũng lạ mình từ trước mình ít khi nào mình thấy lắm từ thường mình thấy là thiên hạ bắt đầu quay lại rồi nhá bây giờ mình nếu mà nghe theo á uh, uh, theo mà theo khoa học á là sao là con người á không có khả năng nghe được tiếng rắn vì rắn không phát ra âm thanh giống như nhiều loại động vật khác thay vào đó rắn tạo ra âm thanh bằng cách rít hoặc hít gió hoặc các bãi của cổ những âm thanh này thường nằm trong tần số mà con người có thể nghe thấy tuy nhiên những âm thanh này rất nhỏ và không phải lúc nào cũng dễ nghe Thấy không cái cách mà con con cắn nó cứ gít 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 gít, gít lâu lâu gít một cái nhưng mà nó giống nhau không à không có thay đổi thường thường âm thanh mà cái tiếng mà rõ là sao nó phải có thay đổi có nhiều tần suất khác nhau thì lúc đó mới có có, có thay đổi được sau đó là gắn giao tiếp và cảm nhận môi trường chủ yếu thông qua mùi và cảm nhận rung động chúng thường dùng lưỡi để lấy các hạt mùi trong không khí và đưa chúng vào cơ quan Jacobson sinh để phân tích rắn cũng rất nhạy cảm với rung động trên mặt đất giúp chúng phát hiện sự hiện diện của các loài động vật khác hoặc các môi đe dọa tiềm tàng những hành vi này cho thấy có nhiều loại động vật không đó là những gì mình về con rắn á nha không thì sao thì lúc đó thì ông uh, ông thông lạc cũng nói ông nói đi xa uh, thì sau đó là con con rắn hai con rắn bò đi hôm lúc đó không thấy con rắn về sau này nọ thì hai con rắn bò đi để lại trên nền thất một vật gì nho nhỏ giống như một viên sỏi có màu trắng ngà không thầy thấy lạ nên bước đến cầm một vật nhỏ ấy xem nó to khoảng đầu ngón tay cái ở giữa có một chấm đen tựa như con mắt kéo dài một vệt xem xét một hồi thầy biết đây là một vật ví vật quý mà cặp, cặp rắn đã để lại cho mình Hiểu không? Đôi rắn thật có tình có nghĩa để tỏ lòng biết ơn người đã cứu mạng. Chúng đem tặng thầy viên ngọc thứ quý giá nhất mà kết tinh cả cuộc đời chúng mới có được. Thầy lặng lẽ nhìn ngọc rắn trên tay. Không ngờ thứ quý giá này lại xuất hiện trong đời sống tu hành đơn sơ. Giảng gì không biết làm gì với viên ngọc. Nha, không biết làm gì nha. Ông nói không biết làm gì. Cái vấn đề ở đây á cái ngọc rắn chỉ ở trong có chỉ có trong câu chuyện truyền thuyết mà thôi hầu như không có thật không có thật rắn không có ngọc thì ngọc rắn là một khái niệm phổ biến trong không cái khái niệm phổ biến thôi trong văn hóa dân dân gian và truyền thuyết của một số quốc gia châu á bao gồm việt nam theo câu chuyện dân gian ngọc rắn là viên ngọc quý hiếm được cho là khả năng mang lại may mắn sức khỏe và tài lực cho người sở hữu Ngọc rắn thường được cho là nguồn gốc từ một loài rắn đặc biệt và chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh kỳ bí. Không, à, nhưng tuy nhiên về mặt khoa học, khoa học không có bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại thực sự của ngọc rắn. Các nhà sinh vật học và chuyên gia về động vật chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ viên ngọc nào có nguồn rắn, nguồn gốc từ rắn trong tự nhiên. Những câu việc, những câu chuyện về ngọc rắn thường xuất phát từ sự tưởng tượng và niềm tin con người không có cơ sở khoa học xác đáng. Vì vậy, ngọc rắn tồn tại chủ yếu trong các truyền thuyết và câu chuyện dân gian và không có bằng chứng khoa học nào khẳng định sự tồn tại thực tế của nó thì các bạn thấy như thế nào ngọc rắn theo khoa học nói là thật sự là không có thật mà ông này ông nói như là thật vậy làm gì con rắn nó đem cái ngọc rắn đem tới để mà trả ơn chuyện không có chuyện chuyện mà chuyện chuyện quan đường chuyện truyền thuyết quan tưởng mà ông cũng chế ra được ha mà nếu mà sự việc này không có thật nghĩa là gì? Là ông nói xạo, nói láo. Ông đã phạm vô điều thứ bố, tuốn rồi. Cái này là sao? Là tự nhiên nâng bi mình lên. Tự cho mình là người có khả năng mà những người khác không có. Như thế là gì? Là nói xạo, nói láo thôi đúng không? Nhá. Thì cho dù ông giảng hay cách mấy. Nhưng mà làm những việc mà kể những câu chuyện quan đường như thế này. Mình không thể nào tin được nha các bạn. không? Rồi sao nữa? Cũng như mọi đêm một mình trong thất thầy thanh thản ngồi thiền, dáng ngồi quy nghi của một bậc chân nhân đã rũ bỏ mọi ràng buộc của cuộc đời khổ đau. Trời ơi! Ghê nha, dáng ngồi quy nghi của một bậc chân nhân đã rũ bỏ mọi gạt buộc của cuộc đời khổ đau trời ơi. Ô, cái kiểu này là tự nâng bi không nhỏ nha, không? Mình coi mình là bậc chân nhân rồi trời ơi ghê vậy ờ uh, thầy thanh thản ngồi thiền dáng uy nghi của bậc chân nhân đang rũ bỏ mọi cuộc bời khổ đau ghê ghê thiệt công nhận công nhân chân nhân gần bên thầy trên phẳng đá viên ngọc gắn phát ra ánh sáng tự nhiên như một dạ viên dạ minh châu không quá sáng chói nó tỏa ra luồng sáng lánh nhẹ nhàng dịu êm và mát mẻ xá thiền đứng dậy thấy viên ngọc phát sáng nên thầy nhặt lên xem cầm viên ngọc trên tay thầy có cảm giác rất lạ một việc một sự an lành an lạc dễ chịu thân thể dường như khỏe khoắn hơn viên ngọc đúng là thứ bảo bối quý giá trời ơi ghê thiệt công nhận ông ngồi ông suy nghĩ ra viết một cái câu thấy thầy chạy ủa lúc đó có, có 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 máy chụp hình mà xong chụp hình quay lại rồi cho thiên hạ biết ha bây giờ có người nào trong chuyện nhân như làm lợi chang đi tìm ra một, viết, một viên ngọc ngắn cho thiên hạ coi nó là cái gì cho cái uh, Uh, cho uh, khóa học là chính phủ rồi này nọ cho hai biết trời ơi tìm được ngọc rắn mà không chịu chụp hình không chịu gây lại cho thiên hạ biết lạ vậy nhá nếu mà việc không có nghĩa là sao là nói xạo nha không biết rõ đây là ngọc rắn tặng cho riêng thầy chỉ mỗi thầy mới được quyền sở hữu không thể cho ai khác nếu ai vô lý ý lấy sẽ gặp chuyện chẳng lành đôi rắn vẫn ở quanh thách thất chúng quấn quýt trong không rời như vừa bảo vệ cho ngọc vừa bảo vệ cho thầy viên ngọc là kết tinh sinh mạng cả cuộc đời chúng nên không thể cho ai hoài người ân nhân coi ghê thiệt con rắn cũng hay thiệt ha biết là là trả trả ơn cho người cho người chân nhân trời ơi ổng ngồi ổng ổng chế ra câu chuyện hay thật bạn các bạn nghe có người nào mà tin được cái này hay không vậy mình thì không tin nha Tin là, là phải có gì có chứng minh Không phải nói hư nói dượng nói kiểu gì cũng được cả Nói rồi tự mình tung to tung hô mình lên là một chân nhân trời ơi ghê thiệt không Đi kiếm ăn rồi sau đó dường như Chúng sẽ phản ứng khi có ai tò mò vào viên Ngọc Viên Ngọc để trong thất thầy là một điều cực kỳ nguy hiểm có người biết chuyện càng làm thầy lo lắng cho họ khi vô ý lấy ngọc sẽ bị rắn cắn. Với ngọc làm thầy động tâm quá suy nghĩ kỹ. Thầy quyết định trả lại cho vợ chồng rắn trước khi chúng có cơ hội làm hại bất kỳ ai. À cho nên không biết, không biết, không biết, không biết. Trời ơi, trả lại cây gọc rắn, à thì ra là vậy, bây giờ thực gọc rắn đâu có thật đâu, à thấy là vậy quyết định nhưng mà tại vì chế ra câu chuyện thì phải có cái đoạn kết là sao phải đem trả lại trả lại thì nó mất tiêu không có bằng chứng gì cả không ai nói được là câu chuyện này nói xạo hay nói láo hay nói thật nha rồi nói là biết nói chuyện nữa nè rắn ơi thầy biết các con muốn đền đền ơn cứu mạng à, nhưng viên ngọc biên ngọc này là thứ quý giá mà mạng sống cả đời các con mới có được nên thầy không nỡ giữ lại ghê thiệt Đó bây giờ bắt đầu đem trả lời nha Thấy không Thấy không nào đem trả lời nè thấy không đem xuống trả xuống nè không thấy không vợ chồng nhà rắn như hiểu được tiếng người nên đã làm theo ý quyền của thầy chúng đã âm thầm gìn giữ ngọc ở bên thất của thầy và khi thầy xin trả lại ngọc cặp gắn cùng lặng lẽ mang viên ngọc bỏ đi biệt tích rồi đi mất tiêu rồi không ai biết chuyện này có thật hay không ha à, không ai chụp mình không có làm gì cả tha hồi nói hu nói dưỡng nói gì cũng không được cả ha à, quên đi quên đi mất luôn không à, nghe câu chuyện đôi gắn nhà ngọc để báo người ơn cúng mạng của thầy chúng ta học được bài học nhân nghĩa thật hay lại được trao dồi thêm lòng biết ơn sâu sắc trời ơi ôi nói như thật công nhận hết ý kiến luôn các bạn nha thì đó là một cái câu chuyện mà thật sự đó là một chuyện rất là quan đường thường thường người ta nói các ông kêu cứ nhắc đi nhắc lại là đừng có tin bày bạ quan đường những câu chuyện quay đường mà chính họ viết ra những câu chuyện quan đường mà sau đó tự uh, tự mà nâng bi mình lên là chân nhân trời ơi hay thật nha thôi có nhiêu đó thôi nha cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình nếu các bạn thích cho kênh một like, một share và một subscribe nếu các bạn nào chưa subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.